Này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo đã chân chánh thực hành để tận diệt khổ đau và đoạn diệt sanh y một cách hoàn toàn. Vị ấy lại nắm giữ thêm nội xúc và nắm giữ như sau: nhưng ái này khởi lên tại chỗ nào được khởi lên, an trú tại chỗ nào được an trú. Vị ấy nắm giữ nội xúc, biết được như sau: tất cả những gì ở đời khả ái, hấp dẫn, khởi lên, tại chỗ ấy, ái được sanh khởi, tại chỗ ấy, ái được an trú. Và cái gì ở đời khả ái, hấp dẫn, con mắt ở đời là khả ái, hấp dẫn khởi lên, tại chỗ ấy, ái được sanh khởi, tại chỗ ấy, ái được an trú. Lỗ tai ở đời là khả ái, hấp dẫn. Lỗ mũi ở đời là khả ái, hấp dẫn. Lưỡi ở đời là khả ái, hấp dẫn. Thân ở đời là khả ái, hấp dẫn. Ý ở đời là khả ái, hấp dẫn khởi lên, tại chỗ ấy, ái được sanh khởi, tại chỗ ấy, ái được an trú. Này các tỷ kheo, những ai trong quá khứ là Sa môn hay Bà la môn, thấy những gì ở đời khả ái, hấp dẫn là thường còn, thấy là lạc, thấy là vô bệnh, thấy là an ổn, thấy là tự ngã, những người ấy làm ái tăng trưởng. Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy làm sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng trưởng, những người ấy làm đau khổ tăng trưởng. Những ai làm đau khổ tăng trưởng, những người ấy không thể giải thoát sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng họ không thể giải thoát khỏi đau khổ. Này các tỷ kheo, những ai trong tương lai là Sa môn hay Bà la môn, thấy những gì ở đời khả ái, hấp dẫn là thường còn, thấy là lạc, thấy là tự ngã, thấy là vô bệnh, thấy là an ổn, những người ấy sẽ làm ái tăng trưởng. Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy sẽ làm sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng trưởng, những người ấy sẽ làm đau khổ tăng trưởng. Những ai làm đau khổ tăng trưởng, những người ấy không thể giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói, họ không có thể giải thoát khỏi đau khổ. Này các tỷ kheo, những ai trong hiện tại là Sa môn hay Bà la môn, thấy những gì ở đời khả ái, hấp dẫn là thường còn, thấy là lạc, thấy là tự ngã, thấy là vô bệnh, thấy là an ổn, những người ấy làm ái tăng trưởng. Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy làm sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng trưởng, những người ấy làm đau khổ tăng trưởng. Những ai làm đau khổ tăng trưởng, những người ấy không thể giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng, họ không thể giải thoát khỏi đau khổ. Này các tỷ kheo, ví như một bình bằng đồng, đựng nước uống có sắc, có hương, có vị, và nước uống ấy có pha thuốc độc. Rồi một người đi đến, bị nóng bức bách, bị nóng áp đảo, mệt mỏi, run rẩy, khát nước, và có những người nói với người ấy như sau: này bạn, bình đồng đựng nước uống này có sắc, có hương, có vị, và bình nước uống ấy có pha thuốc độc. Nếu bạn muốn, hãy uống. Trong khi uống, bạn sẽ được thích thú về sắc, về hương, về vị. Sau khi uống, do nhân duyên ấy, bạn có thể đi đến chết, hay đau khổ gần như chết. Người kia có thể uống bình nước bằng đồng ấy một cách hấp tấp, không suy nghĩ, không từ bỏ. Người kia do nhân duyên ấy có thể đi đến chết hay đau khổ gần như chết. Cũng vậy, này các tỷ kheo, những ai trong quá khứ là Sa môn hay Bà la môn, phàm vật gì khả ái hấp dẫn ở đời. Những ai trong tương lai, này các tỷ kheo, những ai trong hiện tại là Sa môn hay Bà la môn, thấy những gì ở đời khả ái hấp dẫn là thường còn, thấy là lạc, thấy là tự ngã, thấy là vô bệnh, thấy là an ổn, những người ấy làm ái tăng trưởng. Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy làm sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng trưởng, những người ấy làm đau khổ tăng trưởng. Những ai làm đau khổ tăng trưởng, những người ấy không thể giải thoát khỏi sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói, họ không thể giải thoát khỏi đau khổ. Và này các tỷ kheo,
những ai trong quá khứ là Sa Môn hay Bà La Môn ấy, những gì khả ái, hấp dẫn ở đời là vô thường, thấy là khổ, thấy là vô ngã, thấy là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, những người ấy từ bỏ ái. Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh y, những ai từ bỏ sanh y, những người ấy từ bỏ đau khổ, những ai từ bỏ đau khổ, những người ấy đã được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng, họ đã giải thoát khỏi đau khổ. Và này các tỷ kheo, những ai trong tương lai là Sa Môn hay Bà La Môn, thấy những gì khả ái, hấp dẫn ở đời là vô thường, thấy là khổ, thấy là vô ngã, thấy là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, những người ấy sẽ từ bỏ ái. Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh y, ta nói họ có thể giải thoát khỏi đau khổ. Còn những ai, này các tỷ kheo, trong hiện tại là Sa Môn hay Bà La Môn, thấy những gì khả ái hấp dẫn ở đời là vô thường, thấy là khổ, thấy là vô ngã, thấy là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, họ từ bỏ ái. Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh y, những ai từ bỏ sanh y, những người ấy từ bỏ đau khổ. Những ai từ bỏ đau khổ, những người ấy sẽ giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói họ sẽ giải thoát khỏi đau khổ. Ví như, này các tỷ kheo, một bình nước bằng đồng có sắc, có hương, có vị, nhưng bị pha thuốc độc, rồi có người đi đến, bị nóng bức bách, bị nóng áp đảo, mệt mỏi, run rẩy, khát nước. Có những người nói với người ấy, này bạn, bình nước bằng đồng này có sắc, có hương, có vị, nhưng bình nước uống ấy bị pha thuốc độc. Nếu bạn muốn, hãy uống. Trong khi uống, bạn sẽ thích thú về sắc, về hương, về vị. Sau khi uống, do nhân duyên ấy, bạn có thể đi đến chết hay đau khổ gần như chết. Và này các tỷ kheo, người ấy có thể suy nghĩ như sau: ở đây ta có thể nhiếp phục khát nước này với uống rượu, hay nhiếp phục với ăn sữa đông, hay nhiếp phục với ngậm muối, hay nhiếp phục với cháo chua, nhưng ta không có thể uống thứ này. Nó khiến ta phải bất hạnh, đau khổ lâu dài. Người ấy sau khi suy nghĩ, không uống và từ bỏ thứ nước uống ấy. Do nhân duyên này, người ấy không đi đến chết hay sự đau khổ gần như chết. Cũng vậy, này các tỷ kheo, những ai trong thời quá khứ là Sa Môn hay Bà La Môn, thấy những gì khả ái hấp dẫn ở đời là vô thường, thấy là đau khổ, thấy là vô ngã, thấy là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, họ đoạn trừ ái. Những ai đoạn trừ ái, những người ấy đoạn trừ sanh y. Những ai đoạn trừ sanh y, những người ấy đoạn trừ đau khổ. Những ai đoạn trừ đau khổ, những người ấy được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói, họ được giải thoát khỏi đau khổ. Này các tỷ kheo, những ai trong tương lai, những ai trong thời hiện tại là Sa Môn hay Bà La Môn, thấy những gì khả ái, hấp dẫn ở đời là vô thường, thấy là khổ, thấy là vô ngã, thấy là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, họ từ bỏ ái. Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh y, những ai từ bỏ sanh y, những người ấy từ bỏ đau khổ, những ai từ bỏ đau khổ, những người ấy được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng họ được giải thoát khỏi đau khổ. Bó lâu, một thời tôn giả Sariputta và tôn giả Mahakotita trú ở Varanasi, tại chư tiên đọa xứ ở rừng Nai. Rồi tôn giả Mahakotita vào buổi chiều từ chỗ thiền tịnh độc cư đứng dậy đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón thăm hỏi thân hữu, bèn ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Mahakotita nói với tôn giả Sariputta: này hiền giả Sariputta, già chết do tự mình tạo ra, già chết do người khác tạo ra, già chết do tự mình và do người khác tạo ra, hay già chết không do tự mình tạo ra, không do người khác tạo ra, do tự nhiên sanh? Này hiền giả Kotita, già chết không do tự mình tạo ra, già chết không do người khác tạo ra, già chết không do tự mình tạo ra và người khác tạo ra, già chết cũng không phải do tự mình tạo ra, không phải do người khác tạo ra, không do tự nhiên sanh, già chết do duyên sanh. Này hiền giả Sariputta, có phải sanh do tự mình làm ra, sanh do người khác làm ra,
sanh do tự mình làm ra và do người khác làm ra, hay sanh không do tự mình làm ra, không do người khác làm ra, do tự nhiên sanh. Này hiện giả Kotita, sanh không do tự mình làm ra, sanh không do người khác làm ra, sanh không do tự mình làm ra và người khác làm ra, sanh cũng không phải do tự mình làm ra, không do người khác làm ra, do tự nhiên sanh. Này hiện giả Kotita, sanh không do tự mình làm ra, sanh không do người khác làm ra, sanh không do tự mình làm ra và người khác làm ra, sanh cũng không phải do tự mình làm ra, không do người khác làm ra, không do tự nhiên sanh, sanh do duyên hữu. Này hiện giả Sariputta, hữu có phải do tự mình làm ra, thủ có phải do tự mình làm ra, ái có phải do tự mình làm ra, thọ có phải do tự mình làm ra, xúc có phải do tự mình làm ra, sáu xứ có phải do tự mình làm ra, danh sắc có phải do tự mình làm ra, danh sắc có phải do người khác làm ra, danh sắc có phải do tự mình làm ra và do người khác làm ra, hay danh sắc có phải không do tự mình làm ra, không do người khác làm ra, do tự nhiên sanh. Này hiền giả Kotita, danh sắc không phải do tự mình làm ra, danh sắc không phải do người khác làm ra, danh sắc không phải do tự mình làm ra và do người khác làm ra, hay danh sắc cũng không phải không do tự mình làm ra, không do người khác làm ra, không do tự nhiên sanh, danh sắc do duyên thức. Này hiền giả Sariputta, có phải thức do tự mình làm ra, thức do người khác làm ra, thức do tự mình làm ra và do người khác làm ra, hay có phải thức không do tự mình làm ra, không do người khác làm ra, do tự nhiên sanh? Này hiền giả Kotita, thức không do tự mình làm ra, thức không do người khác làm ra, thức không do tự mình làm ra và không do người khác làm ra, hay thức cũng không phải do tự mình làm ra, không do người khác làm ra, không do tự nhiên sanh, thức do duyên danh sắc. Này chúng tôi hiểu lời nói của hiền giả Sariputta như sau. Này hiền giả Kotita, danh sắc không do tự mình làm ra, danh sắc không do người khác làm ra, danh sắc không do tự mình làm ra và không do người khác làm ra, danh sắc cũng không phải do tự mình làm ra, không do người khác làm ra, không do tự nhiên sanh, danh sắc do duyên thức. Và nay chúng tôi hiểu lời nói của hiền giả Sariputta như sau. Này hiền giả Kotita, thức không do tự mình làm ra, không do người khác làm ra, không do tự mình làm ra và người khác làm ra, cũng không phải không do tự mình làm ra, không do người khác làm ra, không do tự nhiên sanh, tức do duyên danh sắc. Này hiền giả Sariputta, cần phải hiểu như thế nào ý nghĩa lời nói này? Vậy này hiền giả, tôi sẽ nêu một ví dụ. Nhờ có ví dụ, người có trí hiểu được ý nghĩa lời nói. Ví như hai bó lau dựa vào nhau mà đứng, cũng vậy. Này hiền giả, do duyên danh sắc, thức sanh khởi, do duyên thức, danh sắc sanh khởi, do duyên danh sắc, sáu xứ sanh khởi, do duyên sáu xứ, xúc sanh khởi như trên. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi. Này hiền giả, nếu một bó lau được kéo qua một bên, bó lau kia liền rơi xuống. Nếu bó lau kia được kéo qua một bên, bó lau này được rơi xuống. Cũng vậy, này hiền giả, do danh sắc diệt nên thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt, do sáu xứ diệt nên xúc diệt như trên. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt. Thật vi diệu thay, hiền giả Sariputta, thật khi hữu thay, hiền giả Sariputta. Lời nói khéo này của hiền giả Sariputta và lời nói với 36 sự này của hiền giả Sariputta, chúng tôi xin tùy hỷ. Này hiền giả, nếu một tỷ kheo thuyết pháp để nhàm chán, ly tham, đoạn diệt và chết, thời đủ để được gọi là vị tỷ kheo thuyết pháp. Này hiền giả, nếu một tỷ kheo thực hành để nhàm chán, ly tham, đoạn diệt và chết, thời đủ để được gọi là pháp tùy pháp hành. Này hiền giả, nếu một tỷ kheo do nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, vô minh, được giải thoát, không có chấp thủ, thời đủ để được gọi là vị tỷ kheo đã đạt được hiện tại niết bàn. Kosambi, một thời tôn giả Mosila, tôn giả Sabitha, tôn giả Naraja, tôn giả Ananda, trú ở Kosambi, ở vườn Gosita. Rồi tôn giả Sabitha nói với tôn giả Mosila: Này hiền giả Mosila, ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài truyền thuyết,
ngoài thẩm lự hành tướng, ngoài thẩm định và chấp nhận quan điểm, tôn giả Mô-xi-la tự mình có trí biết được do duyên sanh và chết sanh khởi. Này hiền giả Savitha, ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự hành tướng, ngoài thẩm định và chấp nhận quan điểm, tôi có biết được, tôi có thấy được do duyên sanh và chết sanh khởi. Này hiền giả Mô-xi-la, ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự các điều kiện, ngoài thẩm định và chấp nhận quan điểm, tôn giả Mô-xi-la tự mình có trí biết được do duyên hữu nên sanh sinh khởi như trên, do duyên thủ nên hữu sanh khởi, do duyên ái nên thủ sanh khởi, do duyên thọ nên ái sanh khởi, do duyên xúc nên thọ sanh khởi, do duyên sáu xứ nên xúc sanh khởi, do duyên danh sắc nên sáu xứ sanh khởi, do duyên thức nên danh sắc sanh khởi, do duyên hành nên thức sanh khởi, do duyên vô minh nên hành sanh khởi. Này hiền giả Savitha, ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự các điều kiện, ngoài thẩm định và chấp nhận quan điểm, tôi biết được, tôi thấy được do duyên vô minh các hành sanh khởi. Này hiền giả Mô-xi-la, ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự các điều kiện, ngoài sự thẩm định và chấp nhận quan điểm, tôn giả Mô-xi-la tự mình có trí biết như sau: do sanh diệt nên già chết diệt. Này hiện giả Savitha, ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự các điều kiện, ngoài thẩm định và chấp nhận quan điểm, tôi biết như sau, tôi thấy như sau: do sanh diệt nên già chết diệt. Này hiện giả Mô-xi-la, ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự các điều kiện, ngoài thẩm định và chấp nhận quan điểm, tôn giả Mô-xi-la tự mình có trí biết như sau: do hữu diệt nên sanh diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do sáu xứ diệt nên xúc diệt, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do hành diệt nên thức diệt, do vô minh diệt nên hành diệt. Này hiền giả Savitha, ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự các điều kiện, ngoài thẩm định và chấp nhận quan điểm, tôi biết như sau, tôi thấy như sau: do vô minh diệt nên hành diệt. Này hiền giả Mô-xi-la, ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự các điều kiện, ngoài thẩm định và chấp nhận quan điểm, tôn giả Mô-xi-la tự mình có trí biết như sau: do hữu diệt là niết bàn. Này hiện giả Savitha, ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự các điều kiện, ngoài thẩm định và chấp nhận quan điểm, tôi biết như sau, tôi thấy như sau: do hữu diệt là niết bàn. Như vậy, tôn giả Mô-xi-la là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc. Khi nghe nói vậy, tôn giả Mô-xi-la giữ im lặng. Rồi tôn giả Narada nói với tôn giả Savitha: này hiền giả Savitha, lành thay, nếu tôi được hỏi câu này, hãy hỏi tôi câu hỏi này, và tôi sẽ trả lời cho hiền giả câu hỏi này. Tôn giả Narada, hãy lấy câu hỏi này, tôi sẽ hỏi tôn giả Narada câu hỏi này, và tôn giả Narada, hãy trả lời cho tôi câu hỏi này. Này hiền giả Savitha, ngoài lòng tin, tôi biết như sao, tôi thấy như sao: do hữu diệt là niết bàn. Như vậy, tôn giả Narada là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc. Này hiền giả, do hữu diệt là niết bàn, tôi khéo thấy như chơn nhờ chánh trí tuệ, nhưng tôi không phải là vị A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc. Ví như trên một con đường quang vắng có một giếng nước, tại đấy không có dây, không có đầu nước. Rồi có người đi đến, bị nóng bức bách, bị nóng áp đảo, mệt mỏi, run rẩy, khát nước. Người ấy ngó xuống giếng và biết được giếng này có nước, nhưng đứng chịu, thân thể không chạm nước. Cũng vậy, này hiền giả, hữu diệt là niết bàn, tôi khéo thấy như chơn nhờ chánh trí tuệ, nhưng tôi không phải là vị A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc. Khi được nói vậy, tôn giả Ananda nói với tôn giả Savitha: này hiền giả Savitha, nói như vậy thời hiền giả nói gì về tôn giả Narada? Này hiền giả Ananda, nói như vậy, tôi không nói gì về tôn giả Narada, ngoài sự tốt lành, ngoài sự tốt đẹp. Nước thủy triều dân.
Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Xá Vệ, Thắng Lâm, trong vườn ông cấp cô độc. Tại đây, này các tỷ kheo, khi nào biển lớn dâng lên, thời các sông lớn dâng lên. Khi nào các sông lớn dâng lên, thời các sông nhỏ dâng lên. Khi nào các sông nhỏ dâng lên, thời các hồ nước lớn dâng lên. Khi nào các hồ nước lớn dâng lên, thời các hồ nhỏ dâng lên. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi nào vô minh dâng lên, thời các hành dâng lên. Khi nào các hành dâng lên, thời thức dâng lên. Khi nào thức dâng lên, thời danh sắc dâng lên. Khi nào danh sắc dâng lên, thời sáu xứ dâng lên. Khi nào sáu xứ dâng lên, thời xúc dâng lên. Khi nào xúc dâng lên, thời thọ dâng lên. Khi nào thọ dâng lên, thời ái dâng lên. Khi nào ái dâng lên, thời thủ dâng lên. Khi nào thủ dâng lên, thời hữu dâng lên. Khi nào hữu dâng lên, thời sanh dâng lên. Khi nào sanh dâng lên, thời già chết dâng lên. Này các tỷ kheo, biển lớn không dâng lên, thời sông lớn không dâng lên. Sông lớn không dâng lên, thời sông nhỏ không dâng lên. Sông nhỏ không dâng lên, thời hồ lớn không dâng lên. Hồ lớn không dâng lên, thời hồ nhỏ không dâng lên. Cũng vậy, này các tỷ kheo, dù mình không dâng lên, thời các hành không dâng lên. Các hành không dâng lên, thời thức không dâng lên. Thức không dâng lên, thời danh sắc không dâng lên. Danh sắc không dâng lên, thời sáu xứ không dâng lên. Sáu xứ không dâng lên, thời xúc không dâng lên. Xúc không dâng lên, thời thọ không dâng lên. Thọ không dâng lên, thời ái không dâng lên. Ái không dâng lên, thời thủ không dâng lên. Thủ không dâng lên, thời hữu không dâng lên. Hữu không dâng lên, thời sanh không dâng lên. Sanh không dâng lên, thời già chết không dâng lên. Sushima, như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Dương Xá, Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng con sóc. Lúc bấy giờ Thế Tôn được cung kính, được tôn trọng, được kính lễ, được cúng dường, được tôn sùng, và Ngài nhận được các vật dụng cúng dường như y áo, ẩm thực, sàn tọa và dược phẩm trị bệnh. Chúng tỷ kheo cũng được cung kính, được tôn trọng, được kính lễ, được cúng dường, được tôn sùng, và cũng nhận được các vật cúng dường như y áo, ẩm thực, sàn tọa và dược phẩm trị bệnh. Nhưng các du sĩ ngoại đạo không được cung kính, không được tôn trọng, không được kính lễ, không được cúng dường, không được tôn sùng, và cũng không nhận được các vật dụng cúng dường như y áo, ẩm thực, sàn tọa và dược phẩm trị bệnh. Lúc bấy giờ du sĩ Sushima trú ở Dương Xá cùng với đại chúng du sĩ, rồi hội chúng du sĩ của Sushima nói với du sĩ Sushima: Thưa hiền giả Sushima, ngài hãy đi đến và sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Sa môn Gotama. Sau khi ngài học chánh pháp xong, hãy nói lại cho chúng tôi. Sau khi chúng tôi học pháp ấy, chúng tôi sẽ nói lại với các gia chủ. Như vậy, chúng tôi sẽ được cung kính, được tôn trọng, được kính lễ, được cúng dường, được tôn sùng, và chúng tôi sẽ nhận được các vật dụng cúng dường như y áo, ẩm thực, sàn tọa và dược phẩm trị bệnh. Thưa dân, các hiền giả, du sĩ Sushima nghe theo hội chúng của mình, liền đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến nói lên những lời chào đón hỏi thăm với tôn giả Ananda, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ Sushima nói với tôn giả Ananda: Này hiền giả Ananda, tôi muốn sống phạm hạnh trong pháp và luật này. Rồi tôn giả Ananda đưa du sĩ Sushima đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, du sĩ Sushima này nói như sau: Này hiền giả Ananda, tôi muốn sống phạm hạnh trong pháp và luật này. Vậy Ananda, hãy cho Sushima xuất gia. Và du sĩ Sushima được xuất gia dưới sự chỉ đạo của Thế Tôn và được thọ đại giới. Lúc bấy giờ, nhiều vị tỷ kheo ở trước mặt Thế Tôn đã tuyên bố chánh trí như sau: Chúng tôi biết rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trong trạng thái này nữa. Tôn giả Sushima được nghe nhiều tỷ kheo trước mặt Thế Tôn đã tuyên bố chánh trí như sau: Chúng tôi biết rõ rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Rồi tôn giả Sushima đi đến các tỷ kheo. Sau khi đến nói lên với những tỷ kheo ấy những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Sushima nói với các tỷ kheo ấy:
có đúng sự thật chăng? Chư Tôn giả ở trước mặt Thế Tôn đã tuyên bố chánh trí như sau: chúng con biết rõ rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Thưa có vậy, này hiền giả. Nhưng chư Tôn giả biết như vậy, thấy như vậy, chắc chứng được nhiều loại thần thông khác nhau. Một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình biến hình đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang hư không, động thổ trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước không chìm như đi trên đất liền, ngồi kiết già đi trên hư không như con chim, với bàn tay chạm và rờ vào mặt trăng và mặt trời. Những vật có oai lực, đại lực thần như vậy, có thể sử dụng thân một cách tự tại cho đến cõi phàm thiên. Thưa không phải vậy, này hiền giả. Vậy, có phải chư Tôn giả biết như vậy, thấy như vậy, chứng được thiên nhĩ thông, thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng, chư thiên và loại người, xa và gần? Thưa không phải như vậy, này hiền giả. Vậy có phải chư Tôn giả biết như vậy, thấy như vậy, với tâm của mình biết được tâm của các chúng sanh khác, các loài người khác? Tâm có tham, biết là tâm có tham. Tâm không tham, biết là tâm không tham. Tâm có sân, biết là tâm có sân. Tâm không sân, biết là tâm không sân. Tâm có si, biết là tâm có si. Tâm không si, biết là tâm không si. Tâm chuyên chú, biết là tâm chuyên chú. Tâm tán loạn, biết là tâm tán loạn. Đại hành tâm, biết là đại hành tâm. Không phải đại hành tâm, biết là không phải đại hành tâm. Tâm chưa vô thượng, biết là tâm chưa vô thượng. Tâm vô thượng, biết là tâm vô thượng. Tâm thiền định, biết là tâm thiền định. Tâm không thiền định, biết là tâm không thiền định. Tâm giải thoát, biết là tâm giải thoát. Tâm không giải thoát, biết là tâm không giải thoát. Thưa không phải như vậy, này hiền giả. Vậy có phải chư Tôn giả biết như vậy, thấy như vậy, nhớ được nhiều đời quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một trăm ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp? Vì ấy nhớ rằng, tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ, tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây. Như vậy, chư Tôn giả nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Thưa không phải vậy, này hiền giả. Vậy, có phải chư Tôn giả biết như vậy, thấy như vậy, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh? Chư Tôn giả biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh này làm những ác hạnh về thân, làm những ác hạnh về lời nói, những ác hạnh về ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Còn những chúng sanh này làm những thiện hạnh về thân, làm những thiện hạnh về lời nói, làm những thiện hạnh về ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú cõi trời trên đời này. Như vậy, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, các vị thấy sự sống chết của chúng sanh, các vị biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Thưa không phải vậy, này hiền giả. Vậy có phải chư Tôn giả biết như vậy, thấy như vậy, sau khi vượt khỏi sắc giới, thân cảm xúc vô sắc giới,
an trú vào tịch tịnh giải thoát. Thưa không phải vậy, này hiền giả. Hay ở đây, có phải chư tôn giả vừa trả lời như vậy, vừa không chứng được các pháp này? Này hiền giả, không có chứng được gì. Như thế nào? Thưa hiền giả Sushima, chúng tôi chứng được tuệ giải thoát. Tôi không biết được ý nghĩa một cách rộng rãi lời nói gián tác này của chư tôn giả. Lành thay, nếu được tôn giả nói lên cho tôi, để tôi có thể hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi lời nói gián tác này của chư tôn giả. Này hiền giả Sushima, dù cho ông có biết hay ông không biết, chúng tôi chứng được tuệ giải thoát. Rồi tôn giả Sushima từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Sushima trình bày lên Thế Tôn tất cả câu chuyện với các tỷ kheo ấy. Này Sushima, trước hết là trí về pháp trú, sau là trí về niết bàn. Bạch Thế Tôn, con không hiểu được ý nghĩa một cách rộng rãi lời nói gián tác này của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, lành thay, nếu Thế Tôn nói lên cho con, để con có thể hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi lời nói gián tác này của Thế Tôn. Này Sushima, dù cho ông có biết hay ông không có biết, trước hết là trí về pháp trú, sau là trí về niết bàn. Này Sushima, ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, Bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, Bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại? Có hợp lý chăng khi chúng ta quán vật ấy là cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa dân, Bạch Thế Tôn, thọ là thường hay vô thường? Vô thường, Bạch Thế Tôn. Tưởng là thường hay vô thường? Các hành là thường hay vô thường? Vô thường, Bạch Thế Tôn. Thức là thường hay vô thường? Vô thường, Bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, Bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại? Có hợp lý chăng nếu chúng ta quán vật ấy là cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa dân, Bạch Thế Tôn, do vậy, này Sushima, cái gì thuộc sắc pháp quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả sắc pháp cần phải được quán như chơn như sao? Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Cái gì thuộc thọ quá khứ, vị lai hay hiện tại như trên? Cái gì thuộc tưởng quá khứ, vị lai hay hiện tại như trên? Cái gì thuộc hành quá khứ, vị lai hay hiện tại như trên? Cái gì thuộc quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần? Tất cả thức cần phải quán như chơn, với chánh trí tuệ như sao? Cái này không phải là tôi, cái này không phải là của tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Này Sushima, thấy như vậy, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm chán đối với tưởng, nhàm chán đối với các hành, nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán, vị ấy ly tham, do ly tham, vị ấy giải thoát.